Chúng con cảm tạ Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng là đứng tác tạo và cai quản cả càn khôn. Ngày hôm nay chuẩn bị ngày đầu năm 2014. Chúng con kính lạy Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, xin thương xót ban ơn cứu rỗi đặc biệt cho dân tộc và đất nước Việt chúng con được sớm có bình an trong lòng bàn tay của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Chúng con cầu xin Ngài ban cho dân tộc Việt Nam chúng con sớm sáng suốt nhận định sự việc, hồng ân của Ngài ban cho nhân loại và đặc biệt ưu ái ban cho dân tộc Việt Nam chúng con biết trước. Chúng con xin Ngài soi sáng và dẫn dắt cho chúng con chu toàn bổn phận mà Ngài đã ban cho chúng con, là góp phần hướng dẫn nhân loại trở về cùng Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, ngõ hầu nhiều linh hồn được cứu rỗi, được sống đời đời kiếp kiếp. Chúng con xin Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng tha thứ tội lỗi cho tất cả nhân loại, cũng như đặc biệt ưu ái tha thứ tội lỗi cho dân tộc Việt Nam chúng con, biết sốt sắng sám hối, ngõ để ngõ hầu chúng con được Ngài dùng đến một cách sung mãn. Kính thưa Ngài, đồng bào hải ngoại chúng con đã và đang thờ ơ trước sự kêu gọi vĩ đại và quan trọng của Ngài ban cho. Đặc biệt năm nay, xin Ngài thương xót, kể từ nay, xin Ngài ban cho dân tộc Việt Nam chúng con sớm mở trí, nhận việc, nhận định sự việc, để rồi bắt tay vào việc đồng hành cùng nhau làm việc, góp phần cứu nguy dân tộc và đất nước Việt chúng con gấp. Chúng con cảm tạ Ngài đã thương xót ban ơn đặc biệt cho dân tộc Việt Nam chúng con. Chúng con cầu nguyện trong ơn và danh nghĩa của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng con, cùng tất cả các anh hùng tử sĩ đã hy sinh cho chúng con được sống thêm đầy ý nghĩa. Chúng con cảm tạ trong ơn và danh nghĩa của Thiên Chúa Giêsu, của ông bà Tổ tiên chúng con, của tất cả chư Phật Thánh Hiền, của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Xin nhận lời chúng con cầu xin. Tất cả mọi người nói Amen. 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 Yeah.